Có ba ba giọt thì mua tặng cho nhà con rất nhiều. Khoảng nhỏ này là để mọi người vừa chơi, vừa học, vừa ăn, vừa ngủ ở đây. Bà ngoại con làm kiếm tiền cực khổ mới mua được cái máy giặt. Con chưa biết mặt ba con. Còn mẹ con thì đi từ lúc con lớp 2. Bà ngoại nói mẹ con đang đi học trở thành người tốt. Người tốt ở đây là giống như là ba ba. Ba ba giúp gia đình con đóng tiền học, rồi mua đồng phục, mua sách vở cho con. Ba ba đã cho mình một cơ hội để mình được thay đổi. Và ba ba đã lo lắng cho mình suốt khoảng mười mấy năm qua. Và đến hiện tại và còn biết bao những em nhỏ kém may mắn khác nữa đã và đang được người đàn ông đến từ nước Pháp xa xôi này cưu mang, giúp đỡ. Ngoài sự giúp đỡ của AAT, Liên minh Phòng chống buôn bán người do ông sáng lập, nhiều em còn được ông giúp bằng tiền cá nhân dành dụm được, với ước mong lớn nhất, các em có thể đi học ít nhất cho đến năm 18 tuổi. 18 tuổi tôi quyết định tôi sẽ làm việc xã hội, sẽ có khả năng để giúp nhiều. Đối với tôi là giáo dục quan trọng lắm. Thì tôi nghỉ học sớm. Tôi nhớ trường lúc 10 tuổi là năm 72. Là có nhiều chị em Việt Nam là đến ở quê của tôi. Thì tất cả chị em đều là tóc vàng, con mắt xanh. Mà mới lần đầu tiên tôi được khám phá người khác mình. Và cái lúc đó tôi quyết định khi nào tôi sẽ đi máy bay lần đầu tiên tôi sẽ bay đi Việt Nam. Và tôi được làm cái đó lúc 30 tuổi. Cùng với AAT, Job Blanchard đã làm rất nhiều dự án. Và trong suốt 25 năm làm công việc này, rất nhiều lần ông bị đe dọa giết. 100% tôi sợ. Nhưng mà cũng cứ làm. Tại vì cứ nghĩ là mình phải làm như thế thôi. Đừng có suy nghĩ những gì mà mình không có. Và cứ suy nghĩ là mình những gì mà có rồi thì tốt đẹp rồi. Cứ nghĩ là con sẽ làm nhiều năm, con bây giờ tính sẽ nghỉ.
Thưa quý vị, sau khi nghe chúng tôi kể phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị sẽ hiểu được tại sao mà giọng hát non nớt với bài hát Ba ơi và Gia đình nhỏ hạnh phúc to lại non nớt và phải giấu mặt như thế. Bởi vì em là một trong những em bé đặt mật danh là những bông hoa như là hoa hồng hay là hoa lan. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với người đã đặt tên cho các em, người đã nhận bảo trợ các em cho đến năm 18 tuổi và cũng là người mà khi các em kể chuyện với chúng tôi và nói rằng là người đã đem đến cho các em biết thế nào là ước mơ. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị anh George Blanchard, Giám đốc Liên minh Phòng chống mua bán người Việt Nam, gọi tắt là AAT, và cũng là người được các em gọi với cái tên rất thân thương, Papa George. Và lần đầu tiên anh đến... Dạ vâng, chào anh. Lần đầu tiên anh đến Việt Nam lúc anh 30 tuổi và anh có nghĩa là cái chuyến đi dài đó nó kéo dài cho tới bây giờ. Cái cảm giác của anh như thế nào ạ? Thì làm công việc này là được rồi, không có vấn đề gì hết. Và chắc chắn là cái mục tiêu của cuộc đời của tôi rồi. Nên là không thể làm cái nghề khác. Còn theo tôi nghĩ là nếu mỗi người có khả năng giúp đỡ người chưa có khả năng chỉ có thể tương lai và thế giới sẽ rất là đẹp và cũng có thể là sẽ công cận có nhân viên xã hội nữa. Và tôi không có đợi một cái món quà nào hết. Tôi thấy người tôi giúp đỡ là được thành công, được đổi đời, tôi rất là hạnh phúc rồi. Khi là nghe những chia sẻ của con gái, những con gái nuôi của mình ở trong phóng sự vừa rồi thì anh có nói nhỏ với cả Minh Trang và Hồng Phúc rằng là xúc động quá. Có lẽ là phải có một cái sự liên kết rất là đặc biệt khiến cho anh George có những dự án và giúp đỡ rất là nhiều những phụ nữ và trẻ em của Việt Nam. Thế nhưng có bao giờ anh chỉ thoáng nghĩ trong đầu thôi là hình như công việc bộn bề quá, mình cảm thấy mệt mỏi, mình có phút giây nào đó mình muốn dừng lại không? Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cái việc tôi làm vì cái việc đó là hạnh phúc của tôi. Quá tuyệt vời ạ. Quý vị thân mến, câu chuyện của Papa George có thể là sẽ khiến cho nhiều người cho chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên. Vì hóa ra lòng tốt là cái điều mà ta có thể làm mỗi ngày, làm được liên tục và cả đời mà không cần chờ đợi bất kỳ cuộc phát động hay là một nhân dịp đặc biệt nào thưa quý vị. Tại sao lại ngạc nhiên? Là bởi vì mọi người từng hay nghi ngờ vào lòng tốt hay đặt một dấu chấm hỏi vào lòng hơn là sự tin tưởng. Và điều đó càng khiến cho chúng tôi mong mỏi thực hiện chương trình Cảm ơn cuộc đời vào mỗi dịp cuối năm như thế này thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì thật tình cờ Cảm ơn cuộc đời 2017 lại được tổ chức đúng vào đêm Giáng sinh. Lẽ ra giờ này thì có thể anh George đang vui vẻ cùng với gia đình của mình trong thời khắc Giáng sinh. Thế nhưng có lẽ là vì tình yêu với Việt Nam, với con người Việt Nam mà ngày hôm nay chúng tôi rất cảm ơn anh đã ở đây cùng với Cảm ơn cuộc đời năm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời. Dạ, cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời.